Pháp Hoàng Nhật, tôi xin chào cả nhà. Trong clip ngày hôm nay thì em giới thiệu với các bác một cái chiếc máy lọc không khí Panasonic VF65. Shop của em thì có địa chỉ tại huyện Đông Anh, Hà Nội các bác nhé. Số điện thoại Zalo, điện thoại như trên hình các bác nhìn thấy. Ở đây là một con máy lọc không khí Panasonic FVG65. Em vào chủ đề nhanh thôi, không trình bày dài dòng làm gì nhiều. Các bác nhiều khi xem cũng không có thời gian để mình xem nói nhiều vấn đề. Đây là một cái chiếc máy bên em đã vệ sinh sạch sẽ, hình thức làm đẹp như các bác nhìn thấy trên clip. Em báo giá luôn, chiếc này em bán là 2,1 triệu, bảo hành 1 năm. Máy đã được đấu biến áp điện 220V, phù hợp dùng cho phòng khoảng 40m² trở lại. Hình thức thì như trên clip các bác nhìn thấy. Mọi tính năng test ok, ngon lành hết nhé. Em sẽ test luôn trên bàn phím này các bác luôn này. Đây là cái phím khóa trẻ em này, giữ 3 giây thì nó khóa. Giữ 3 giây khóa các bác nhé. Nút tắt bật công nghệ Eco Navi này. Cái nút này là cái nút điều chỉnh cửa dâng này, cửa vẫy này. Có 3 cấp độ điều chỉnh. Nút này là nút điều chỉnh tốc độ lọc gió nhanh chậm đấy, tốc độ quay quạt gió lại nhanh chậm tự động. Cái nút này là nút điều chỉnh 3 tốc độ, 3 chế độ là lọc không khí, buồng tự do này, lọc không khí tự động này, lọc không khí và buồng tự động này. Đấy, chế độ này lọc không khí buồng tự động. Khi mà các bác dùng thì các bác cứ để trong chế độ trên cùng này và bật eco là máy chạy hoàn toàn tự động hết. Con này trang bị thêm cả cảm biến ánh sáng. Đấy nhé, buổi tối tự động tắt đèn. Đèn báo phần trăm độ ẩm, đèn báo cảm biến bụi mùi. Ở đây quay thêm cho các bác luôn là cái model này thì nó có hai cái mắt này. Hai cái mắt này là một cảm biến ẩm và một cảm biến mùi. Ở đằng trước này là cái cảm biến bụi. Cái này anh em thợ quên lắp, không thay cái lắp này thôi nhỉ. Lắp cái này thôi nhỉ. Lấy thì lấy vào đây nhé. Đây anh thợ quên lắp cái này nhé. Nó không có lắp đậy. Cái màng HEPA con máy này thì lấy con khác xa. Em thay mới tinh rồi. Cái màng này của cái dòng VF65 này thì khá là dày các bác nhé. Nó dày đấy, chứ là cái màng này nó đắt hơn các cái màng khác đấy. Cái màng này sẽ mua là 400.000 các bác nhé. Đây các bác nhé, dày này mà. Cái màng này mua là 400.000 đấy. Cái màng than này hoạt tính của nó khá là dày. Nói chung clip thì em cũng quay ngắn gọn rồi, cũng không trình bày dài dòng làm gì nhiều. Các bác xem thì nhiều các bác không thích xem. Thực ra thì nhiều khi cũng không muốn báo giá trên clip đâu. Báo giá trên clip nhiều khi mình anh em thợ họ có những cái mình bán nó rẻ quá, anh em thợ họ lại có những cái phản hồi nó không hay. Đây cái chiếc này thì em bán 2,1 triệu nhé. Bảo hành 1 năm đấy. Màng tạo ẩm nó còn khá là đẹp các bạn. Màng tạo ẩm rất là xốp nhé. Đấy, nó có hơi một chút bẩn thôi nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu, vẫn còn rất là xốp, vẫn thấm nước rất là tốt. 2,1 triệu cho một chiếc lọc khí Panasonic này 59W, dùng cho phòng khoảng 40m² đổ lại được. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua chiếc này các bác liên hệ nhé. Ở đây tiện thể thì test luôn cái chất lượng bụi 2,5 cho các bác luôn. Cái chiếc máy này thì có 3 cái tính năng cơ bản em nói, để các bác nào chưa nắm được thì mình em nói qua thôi. Lọc không khí này, khử mùi và buồng. Chất lượng không khí hôm nay thì nó vẫn khá là tốt. Cho vào máy thì mình kiểm tra xem nó có tốt hơn không thì các bác sẽ thấy. Đấy. Chất lượng không khí sau khi cho qua máy thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều đấy. Các bác nào mua chiếc này các bác liên hệ nhé. Chào các bác.